Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở trồng trọt, 3 cơ sở nuôi trồng thủy sản và 2 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Việt Gáp. Giá bán sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp cao hơn 10 đến 20% so với sản xuất thông thường. Đặc biệt các sản phẩm Việt Gáp luôn có thị trường tiêu thụ lớn ở trong và ngoài tỉnh như cá tầm, cá hồi, gạo xén cù, nếp tan bòm, mật ong thanh xuân.